What's up, what's up? Chào mừng các bạn đã đến với MK Tút Tinh Channel. Ở trong tập lần này sẽ là một cái chủ đề và một cái skill mà rất là đặc trưng của mình. Không để các bạn chờ lâu nữa, let's go. Ok, đầu tiên á thì các bạn sẽ mở ngón tay của mình ra ở các hướng khác nhau như thế này. Từ đây các bạn mở ngón tay của mình ra như thế này. Nó là những cái đường chéo, và tất cả những cái đường chéo này nó đều hướng vào cái điểm tâm ở đây. Tương tự các bạn làm như thế ở tay bên cạnh. Sau đó các bạn sẽ để hai tay của mình sát lại với nhau. Nó giống như thế này. Nhìn nó có vẻ giống cái la bàn. Yeah. Ở cái phần concept này thì các bạn gập hết tất cả những cái ngón tay lại. Sau đó các bạn mở ra, kiểu giống như là một con quái vật nào đó, có thể là một con nhện hoặc là một cái đôi cánh như thế nào đó. Yeah. Nói chung là tùy vào trí tưởng tượng của các bạn thì nó sẽ có những cái cách hình dung về cái chuyển động của cái động tác này. Các bạn luôn nhớ giúp mình là chúng ta sẽ cố gắng mở cái ngón tay của mình ra hết cỡ, sau đó là các bạn đóng lại hết cỡ, thì nó mới tạo thành những cái chuyển động ảo như thế này. Khi mà các bạn nắm được những cái chuyển động này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu sáng tạo nhiều hơn. Các bạn có thể gập từng bên như thế này, các bạn có thể làm từng bên như thế này để nó tạo thành những chuyển động nó đã mắt hơn, hoặc là các bạn có thể di chuyển sang hai bên như thế này, hoặc là các bạn có thể cho nó lượn như thế này. Nói chung là tùy thuộc vào trí tưởng tượng của các bạn và tùy thuộc vào cái cách mà các bạn có thể áp dụng. Nguyên lý hoạt động của nó chỉ là mở ra và đóng vào các ngón tay này, thì nó sẽ tạo ra những cái chuyển động rất là ảo diệu tùy thuộc vào cách sử dụng của mỗi người. Ok, chủ đề ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn sẽ support mình ha, like, share, subscribe kênh YouTube của mình, và đừng quên là chờ đón những cái video, những cái sản phẩm tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Yeah, yeah, yeah. See you soon. Peace.